Xin chào quý anh chị, hôm nay xin giới thiệu đến quý anh chị một cây đàn giá rẻ. Cây đàn này là đàn Miguno, đàn Miguno No 20 Made in Japan. Cây đàn này thương hiệu lạ, mà cây này chắc cũng cổ lắm rồi, cũng khoảng thập niên 70, 7 mấy á. Đây nè, nhưng mà nó còn kết cấu nó còn đẹp lắm, có xước sát chày xước chút đỉnh li ti thôi à. Đó. Chứ không có bị gì nặng nề hết. Cái cạnh nè, hơi chày chút xíu, cái này là vân tay chạm vào nó dính thôi. Cái này là gỗ mahogany, lưng hông gỗ mahogany. Cái đầu cần đẹp lắm, đầu cần được họa tiết nè, rất là đẹp. Cây này đèn action nó cũng thấp lắm, mấy cây này mình chơi điểm hát hay chơi cổ điển đều được hết à. Cái này mình chơi giao lưu ok luôn. Nó giá nó rẻ, cây này có 2,5 triệu thôi, 2,5 triệu tặng kèm bao da. Anh chị có quan tâm thì liên hệ với em ha. Thông tin em có để trong phần mô tả đó, anh chị có quan tâm về cây đàn này thì liên hệ với em ha. 2,5 triệu em có tặng kèm bao da và ship tận nơi cho quý anh chị luôn nha. Anh chị liên hệ kết bạn với em qua Zalo. Em ở thành phố Hồ Chí Minh quận 12 đó, anh chị cứ liên hệ với em, đến xem trực tiếp hoặc em giao tận nơi cho anh chị luôn nha. Rồi em xin cảm ơn, xin chào.